2 năm sau khi sáp nhập Crimea thì Nga đang dự tính xây cầu hàng tỷ đô la nối bán đảo này với đất liền Liban Nga. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố lùi thời hạn vận hành cầu một năm. Cây cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea với đất liền Liên bang Nga qua eo biển Kerch được gọi là công trình lịch sử của Nga. Dự án cầu nối bán đảo Crimea bao gồm hai hạng mục song song, cầu đường sắt và cầu đường bộ. Đây sẽ là cây cầu dài nhất mà Nga từng xây dựng và đồng thời là cây cầu nối đảo dài nhất ở châu Âu. Tổng kinh phí xây cầu lên đến 212 tỷ rúp, tương đương hơn 3,1 tỷ đô la. Hiện con đường nối Crimea và Liên bang Nga là đường hàng không, mặt khác người dân hai bên muốn qua lại phải di chuyển bằng phà do Ukraine đã chặn đường bộ giữa hai khu vực này. Cư dân Crimea kỳ vọng cây cầu sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Từ trước đến nay tôi muốn đến Nga đều phải đi bằng phà. Tôi đợi cây cầu này từ lâu lắm rồi. Nó sẽ thổi hơi thở mới cho bán đảo Crimea, giá cả hàng hóa cũng sẽ đi xuống, chi phí đi phà, chi phí làm ăn của các doanh nghiệp cũng sẽ thấp đi. Crimea cần cây cầu này, nó sẽ giải quyết vấn đề logistics của bán đảo. Trong tương lai, người dân Crimea sẽ có cuộc sống tốt hơn, các thị trường hàng hóa cũng sẽ được gia tăng sức cạnh tranh. Năm ngoái, chính phủ Nga đặt mục tiêu đưa cây cầu vào vận hành chính thức kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống Putin đã điều chỉnh kế hoạch dự án và quyết định vận hành cây cầu trễ hơn một năm. Nguyên nhân được cho là do xây cầu đường sắt tốn nhiều thời gian hơn và phải tính toán đến trọng lượng tối đa của tàu. Mặt khác, vẫn còn nhiều hạng mục phụ chưa được thi công. Chẳng hạn tuyến cao tốc dài 300 km nối cây cầu và thành phố thủ phủ của Crimea vẫn chưa tiến hành xây dựng được do tranh chấp giữa đơn vị thiết kế và chính quyền địa phương. Thông tin chi tiết không được tiết lộ.